Liệu rằng chia tay chúng em có quyền được câu ca? Sau nhiều nghi vấn được đặt ra thì mới đây theo thông tin từ công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát đóng tại Hải Dương thì trong số các công nhân được tuyển hôm 7 tháng 3 vừa rồi, Lệ Rơi đã đăng ký thi làm công nhân. Hiện Lệ Rơi đang được đào tạo và dự kiến sẽ làm công nhân trong dây chuyền sản xuất. Cũng theo Lệ Rơi, mục tiêu vào An Phát làm công nhân để trở thành công nhân, được đào tạo kỷ luật và để lấy vợ. Và vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, anh đã tham gia quay clip hát tặng chị em phụ nữ trong công ty. Còn nhớ năm 2014, Lệ Rơi đã từng nổi lên như một hiện tượng trên mạng khi thể hiện hàng loạt hit như Con Nhà Nghèo, Em Có Ngày Hôm Qua, Nắng Ấm Xa Dần. Vì muốn nổi tiếng trên showbiz nên anh đã vào Nam mong phát triển sự nghiệp, tham gia nhiều chương trình truyền hình nhưng thất bại.